Thầy Tiến nói về những người nổi tiếng bán hàng online, ai bán thật ai bán giả tạo. Ngày hôm nay bạn lừa vào ai đấy, nếu như ngày hôm nay bạn bán cho ai đấy sản phẩm không đúng với giá trị, hoặc bạn lừa vào ai đấy để lấy tiền của họ, thì cũng là lúc bạn lừa được những người đã tin mình rồi. Các bạn cứ hâm mộ đi, toàn người đẹp đấy, người mẫu đấy, sang chảnh ấy, rồi lại là mua bán dâm, toàn những cái YouTuber nổi tiếng ấy, đúng không? Rồi lại là lùa người ta cờ bạc. Thế mà cái thằng mà tên là Bịp thì vẫn cứ ở ngồi đây. Tôi chả lừa ai, tôi cũng chả đéo ai, đúng không? Đời sống được mấy kiếp mà sao phải khổ như vậy các bạn? Mọi người sẽ đúng hay sai thôi, bởi vì cuộc sống rồi mọi người sẽ ngã ngửa thôi. Hoa hậu ấy chưa hết đâu, còn bạn của hoa hậu cơ, bạn của hoa hậu cơ, còn liên quan đến Mai Thúy cơ. Các ông chưa hiểu hết được. Thôi các bạn trẻ, đầu các bạn chỉ nghĩ đến cờ bạc, ma túy rồi, bỏ đi nhá. Tôi đây, cờ bạc là đi Bịp đây, bố các cái loại cờ bạc online và offline đây nhá. 10 năm nay chưa bỏ ngày nào đây. Được cái gì thân tàn ma dại đây, chưa chán à? Được cái gì mình đi một con đường ấy nhá, mà cái đích nó nằm ở đây rồi, đi một con đường mà biết trước cái đích nó như nào rồi, đi làm gì nữa, bỏ đi. Nói thật đấy, streamer cũng bán hàng, ca sĩ cũng bán hàng, giang hồ mạng cũng bán hàng, một thằng vui vẻ, một thằng gọi là đóng clip giả tạo cũng bán hàng, hài ước cũng bán hàng. Thế chúng mày lên mạng, chúng mày nói mày là con buôn nhanh chuyến, đỡ cứ vậy. Còn mình nói thằng là tao là thằng bán hàng nhanh chuyến còn hơn nhiều kẻ nhá. Lên mạng làm clip hài hài vui vui được 3 hôm có tí view cái này quay ra là sản phẩm nhà mình á, đây là vợ chồng mình thế này kia, xong rồi đi lừa đảo người dân, hoặc nếu không thì lại đi cờ bạc các kiểu lùa.